chào mừng toàn thể quý khán giả của kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hiện tại, kênh đang di chuyển trên đường Tôn Thức Tùng. Quý khán giả có biết được kênh sẽ đến giáo xứ nào không ạ? Phải rồi, giáo xứ Chợ Đuổi. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ huyện sĩ, hay còn gọi là giáo xứ Chợ Đuổi. Tọa lạc số 1 đường Tôn Thức Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Chợ Đuổi thuộc giáo hạt Chợ Quán, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Philippe. Dựa vào trang công giáo, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lịch sử của giáo xứ Chợ Đuổi cho các bạn biết nhé. Khoảng năm 1859, do thời cuộc, một số giáo dân hơn 1.000 người đã đến phía tây nam thành Sài Gòn, quanh khu vực Chợ Đuổi để sinh sống. Chợ Đuổi là một chợ chuyên bán vải đuổi, bán lụa, vân vân. Có lẽ vì các giáo dân đầu tiên sống quanh chợ này, nên khi thành lập đã lấy Chợ Đuổi làm tên họ đạo. Thấy số giáo dân khá đông, Đức Cha Ngãi đã dựng một nhà thờ bằng lá và giao cho Cha Thiện là cha sở họ đạo Chánh Tòa, kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đuổi.
giai đoạn từ năm 1882 đến năm 1887, cha Sở Mão đã xây dựng ngôi nhà thờ thứ hai bằng ngói, thay cho nhà thờ lá ban đầu. Đến khoảng năm 1900, nhà thờ ngói bị hư hỏng nặng. Nhờ ơn Chúa cùng với sự lo toan của Đức Cha Mão, vốn là cha Sở họ Đạo chợ đuổi từ năm 1882 đến năm 1887, họ Đạo đã được ông bà Philippe Lê Phát Đạt dâng tặng một khoản tiền lớn để xây dựng nhà thờ mới. Nhà thờ thứ ba do cha Thiết thiết kế và tồn tại đến ngày nay. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Tân Gothic là một trong số hiếm công trình sử dụng vật liệu đá granite biên hòa ở mặt tiền cũng như các phần đế, nhất là các cột chính. Loại đá granite này rất cứng nên không có các chi tiết trang trí truyền thống như vẫn thường thấy. Theo dự tính ban đầu, nhà thờ gồm 5 gian, nhưng vì nhà thờ tạm ở Chí Hòa bị hư hỏng nặng, không có nơi cho bổn đạo thờ Phượng Chúa, nên giáo phận đã trích kinh phí một gian của nhà thờ họ Đạo chợ đuổi để xây dựng nhà thờ Chí Hòa. Dựa vào con số khắc trên kính màu năm 1904 và 4 quả chuông năm 1905, có lẽ nhà thờ thứ ba của họ Đạo chợ đuổi được khánh thành năm 1905. Đến năm 2007, do nhu cầu sử dụng, cha Sở Thomas Đặng Toàn Trí đã cho mở rộng và nối dài phòng thánh của nhà thờ. Hiện nay nhà thờ họ Đạo chợ đuổi rộng 20m, dài 50m, tháp chuông cao 57m, kể cả thánh giá và con gà trống. Để ghi nhớ công ơn to lớn của ông bà Philippe Lê Phát Đạt, họ Đạo chợ đuổi đã chọn thánh Philippe tông đồ bổn mạng của ông Lê Phát Đạt làm tước hiệu cho nhà thờ thứ ba của họ Đạo. Từ sau năm 1970, xuất hiện con dấu họ chợ đuổi, thánh đường Philippe trong các văn bản của họ Đạo lưu ở văn khố tòa tổng giám mục. Ngoài ra, như chúng ta biết, ông Lê Phát Đạt có tên khai sinh là Sĩ, đã từng làm ủy viên hội đồng quản hạt Nam Kỳ, được phong hàm cấp huyện, nên được gọi là ông huyện Sĩ. Vì thế, thánh đường Philippe của họ Đạo chợ đuổi còn được gọi với một tên khác là nhà thờ huyện Sĩ. Tên gọi này được nhiều người biết đến hơn.
Nhà thờ huyện sĩ được đánh giá là có khuôn viên rộng rãi, khoáng đãng nhất ở Sài Gòn. Phía bên tay phải nhà thờ có tượng đài Thánh Tử Đạo Việt Nam là Matthew Lê Văn Gẫm. Bên trái là tượng Thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.